cái logo mệt này cũng được tách phần cũ ra và làm cái logo mới bằng vàng. Chiếc chìa khóa xe này vàng hồng, vàng trắng và nguyên khối AO750, công nghệ nén vàng không bọt không xốp và hội ngoại tạo nên ánh vàng hồng của phần logo này từ những chất liệu không phải là vàng, và khách hàng đã yêu cầu Kỳ Lân thay mặt trước, mặt sau và làm thêm cái móc chìa khóa trực tiếp lên trên phần thân của cái chìa khóa xe này. Và phần cái logo mệt này cũng được tách phần cũ ra và làm cái logo mới bằng vàng AO750 bằng trắng luôn. Chỉ có phần màu bạc này là giữ nguyên do khách hàng yêu cầu thôi, nên là chúng ta sẽ nhìn thấy vết xước chảy theo năm tháng. Còn những phiên bản trước đây Kỳ Lân từng giới thiệu thì cái phần này cũng được làm bằng vàng luôn, vàng trắng, và có cả phiên bản full vàng hồng. Cái móc chìa khóa này là một cái móc chìa khóa cũng kiểu lạ hơn những phiên bản trước. Đây là chìa khóa cơ. Những phiên bản trước thì Kỳ Lân cũng cắt chìa khóa ra và thay vào đó là một chìa khóa bằng vàng nguyên khối AO750 luôn, nên cùng màu. Còn đây là khách hàng yêu cầu là không có làm chìa khóa này giữ nguyên và bọc vàng cho anh thôi, nên là màu hồng đậm hơn và không có màu giống như là vàng AO750 này, không phải là hội ngoại nên không ra được cái màu này. Đây chỉ là bọc vàng thôi nên hai cái màu vàng sẽ bị khác nhau. Khi mà mình bọc vàng lên đó thì mình bọc lên cái vốn có, nên là cái vốn có này, chìa khóa này nó có những cái chỗ sành sùi theo năm tháng, nên là sẽ không có bóng, không có đều bằng, không có nguyên khối như là cái vàng nguyên khối AO750 mình làm trực tiếp trên chìa khóa này. Bây giờ mình gắn vào. Rất là đơn giản. Dưới này là phần bọc vàng, còn trên thân chìa khóa này là vàng nguyên khối AO750. Móc chìa khóa cũng là vàng nguyên khối AO750. Phần nắp sau của chìa khóa này cũng là vàng nguyên khối AO750. Cái móc này là để móc vào đây, xoay ra này, xoay tròn được, xoay tròn được luôn, xoay tròn tới và xoay tròn lui đều được hết, cực kỳ gọn và tiện.